Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng chống dịch COVID-19 của Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Bộ Công Thương đã phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại lễ quyên góp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nỗ lực hoàn thiện các nhiệm vụ chính trị được giao để chia sẻ khó khăn, chung tay góp sức phòng chống dịch, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương tổ chức đợt quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy, Bộ trưởng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương tích cực hưởng ứng, đóng góp mức quyên góp một ngày lương trở lên. Ngay sau lễ quyên góp, Bộ Công Thương đã chuyển số tiền 500 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.